món lưỡi bò hảo hạng. Tại một ngôi làng nọ, có một người đồ tể họ Hoàng làm nghề giết mổ trâu bò. Anh ta vốn có một sở thích đặc biệt, đó là rất thích ăn lưỡi bò. Lão Hoàng, hôm nay có rảnh rỗi không? Rảnh chứ, có chuyện gì không? Ở nhà tôi có một con bò, anh xem lúc nào đến giúp tôi giết nó nha. Được rồi, vậy bây giờ tôi đi luôn ha. Nhưng mà vẫn theo quy tắc cũ đó, cái lưỡi bò phải thuộc về tôi nha. Chuyện đó là đương nhiên, có ai lại không biết lão Hoàng nhà anh chứ? Không phải không thích ăn nhất là lưỡi bò hay sao? Được rồi, bây giờ đi luôn đi. Người đồ tể họ Hoàng này mỗi lần giết bò thì trước tiên anh ta phải cắt lấy cái lưỡi bò lúc nó còn đang sống, mặc kệ cho con vật bị cắt lưỡi đau đớn trống lên thảm thiết. Đợi sau khi giết mổ xong, anh ta đem những cái lưỡi bò đó về nhà hầm với rượu. Con bò này không tệ à nha. Đúng rồi lão Hoàng, bắt tay vào việc đi chứ. Cái lưỡi bò này đúng thật là không tệ chút nào. Cái lão Hoàng này đúng thật là có thói quen khó bỏ. Lần nào giết bò cũng phải cắt cái lưỡi bò giữ lại rồi mới chịu. Tối nay lại có đồ nhắm rượu rồi. Lúc anh đồ tể mổ thịt con bò đã bị cắt lưỡi, có một người lớn tuổi đã học Phật được nhiều năm tình cờ đi ngang qua. Ông nghe tiếng kêu gào thảm thiết của con bò nên đã lần theo tiếng kêu mà tìm đến. Ôi con bò này làm sao lại kêu lên những tiếng thảm thiết như vậy? Con bò vẫn chưa bị làm thịt mà ở chỗ mõm của nó lại chảy nhiều máu như vậy sao? Nè bác, nói vậy nhất định là bác không biết về anh đồ tể họ Hoàng này rồi. Đúng vậy, chẳng lẽ việc này có liên quan gì tới anh ta? Đương nhiên rồi, anh đồ tể này có một sở thích rất kỳ lạ, chính là rất thích ăn lưỡi bò. Hơn nữa, phải là cắt từ miệng con bò còn đang sống thì ăn mới ngon. Cho nên, mỗi lần anh ta giết con bò nào, thì việc đầu tiên là phải cắt lưỡi trong miệng của nó ra trước. Ôi, đây thật sự là quá nhẫn tâm, quá độc ác. Bác nè, bác rất hiếm khi thấy anh Hoàng giết bò chứ gì. Anh ta mỗi lần làm đều là như vậy đó. Chúng tôi nhìn riết rồi cũng quen thôi à. Sát sanh hại mạng vốn dĩ là đã tội nghiệp vô cùng lớn, mà anh ta lại còn dùng phương pháp giết hại tàn nhẫn như vậy, nhất định sẽ gặp phải quả báo vô cùng nghiêm trọng. Cụ già tốt bụng ấy không muốn tội nghiệp của anh đồ tể mỗi ngày một nặng thêm, vì vậy đã đích thân tìm đến tận nhà của anh ta, hy vọng anh ta có thể từ bỏ công việc giết hại, một lòng hồi đầu hướng thiện. Nè anh Hoàng, anh có từng nghĩ tới việc nó bị cắt lưỡi lúc vẫn còn sống như vậy sẽ đau đớn thống khổ như thế nào hay không? Giết hại sinh mạng vốn dĩ đã là không đúng rồi, mà anh lại dùng cái cách tàn nhẫn như vậy, anh thật sự không sợ gặp quả báo? Nè ông bác, tôi nói cái này nha. Tôi là đồ tể, công việc của đồ tể là phải giết mổ mấy con vật đó. Nếu mà nói tôi tin trên thế gian này có nhân quả báo ứng thì tôi sớm đã không theo cái nghề này. Cậu à, nhân quả báo ứng thì cậu có thể không tin, nhưng nếu cậu còn chấp mê không ngộ thì chờ đến sau này gặp quả báo rồi hối hận không kịp. Quả báo tới thì cứ tới. Vừa hay tôi cũng mới xem thử quả báo là như thế nào đây. Nếu mà như vậy, vậy thì cậu có thể giết mổ nó, thì đừng có cắt cái lưỡi của nó khi nó còn đang sống hay không. Cậu phải biết làm như vậy đối với nó là điều quá đau khổ. Nè ông bác, vậy là ông không biết rồi. Cái lưỡi bò cắt ở trong miệng từ lúc nó còn sống mới là hương vị tuyệt hảo, chờ tới lúc nó chết mới cắt thì hương vị đã không còn nữa. Chỉ vì lòng ham muốn ăn uống của anh, nỡ lòng nào dùng cách tàn nhẫn như vậy để đối xử với những sinh linh tội nghiệp đó, anh sao có thể xuống tay như vậy? Ông ơi, nói vậy là bởi vì ông chưa từng nếm thử cái món lưỡi bò cắt xuống từ lúc nó còn sống. Em à, lưỡi bò đã nấu chín chưa? Mau lên lên đây đi, cho lão tiền bối này ăn thử. Bác à, bác mau thử đi, ăn rất là ngon luôn đó. À, trời ơi, tội lỗi, thật là tội lỗi quá. Anh đồ tể không thèm nghe lời khuyên cáo của ông cụ, mỗi ngày vẫn tiếp tục hành nghề sát sinh. Hơn nữa, lúc giết mổ trâu bò, anh vẫn dùng y phương pháp cũ trước khi giết mổ và cắt lấy cái lưỡi con bò lúc nó còn đang sống. Quả báo rất nhanh đã giáng xuống gia đình của anh đồ tể. Con trai anh ta bỗng nhiên mắc một chứng bệnh lạ, không thể nói được. Không những vậy, họ đã đến rất nhiều bệnh viện nhưng cũng không tìm ra được nguyên nhân. Kết quả kiểm tra của con trai ông bà thì tất cả đều rất bình thường. Làm sao tự nhiên lại không thể nói được chứ? Cái này tôi cũng không biết. Nó đang rất khỏe mạnh bình thường, là tự nhiên biến thành như vậy. Chẳng lẽ đến một triệu chứng báo trước cũng không có?
Tôi nhớ ra rồi. Trước đó không lâu, con trai chúng tôi từng nằm mơ gặp ác mộng. Nó nói là mơ thấy có người đến cắt lưỡi nó. Bác sĩ à, ông xem chuyện này có liên quan gì đến chuyện đó không? Nằm mơ thấy bị người ta cắt lưỡi cho nên không thể nói được nữa à? Trường hợp như thế này thì tôi chưa từng nghe nói qua. Chị bây giờ phải làm sao đây bác sĩ? Tôi cũng đành bất lực, không có cách nào đâu. Ông bà nên đến bệnh viện khác thử xem sao. Cô có nghe nói gì không? Con trai của anh đồ tể họ Hoàng bị mắc một chứng bệnh cực kỳ kỳ lạ. Thật sao? Con trai anh ấy bị bệnh gì vậy? Thằng nhỏ tự nhiên không nói được nữa. Cô nói xem rốt cuộc là tại sao lại bỗng nhiên trở nên như vậy chứ? Thật hả? Trời ơi, tôi thấy đây là lão Hoàng bị gặp quả báo rồi đó. Gặp báo ứng hả? Sao cô lại nói như vậy? Mỗi lần anh ta giết mổ trâu bò đều thích cắt lưỡi lúc nó còn đang sống. Bây giờ thì tốt rồi, con trai hắn không nói chuyện được nữa. Đây không phải là quả báo thì là gì chứ? Cũng có khả năng đó. Hắn ta cắt bao nhiêu cái lưỡi bò như vậy, rất có thể bây giờ gặp quả báo rồi chứ còn gì. Anh à, anh có thể đừng ăn món lưỡi bò này nữa có được không? Mọi người đều nói rằng con trai của chúng ta sở dĩ mắc phải căn bệnh cầm kỳ lạ như vậy là bởi vì anh cắt lưỡi bò nó mới gặp phải báo ứng như vậy đó anh. Nói vậy, lưỡi bò là do anh cắt, có bị câm thì cũng phải là anh bị câm mới đúng. Em đừng có nghe người ngoài nói bậy mà nghe theo. Anh à, chuyện nhân quả báo ứng chúng ta không thể nào không tin được đâu anh. Em thấy sau này anh hãy thôi đừng cắt cái lưỡi bò đó nữa. Nếu thực sự gặp báo ứng, chúng ta phải biết làm sao đây anh? Anh không bao giờ tin mấy cái thứ nhân quả báo ứng gì đó đâu. Hoàng sư phụ có ở nhà không? Tôi ở đây, vào đi. Hoàng sư phụ à, hôm nay anh có thời gian không? Nhà tôi có một con bò, muốn nhờ anh mổ thịt nó. Được thôi, nhưng mà... Tôi biết rồi, lưỡi bò phải để cho anh chứ gì. Đúng, thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Anh Hoàng đồ tể này không chịu nghe lời can ngăn của mọi người, vẫn cứ làm theo cách như cũ. Trước khi mổ trâu bò, anh vẫn cắt cái lưỡi của nó trước. Lại có đồ nhắm rượu đây rồi. Anh Hoàng à, anh vẫn còn dám cắt lưỡi bò hả? Có cái gì mà không dám chứ? Anh không nghe mọi người nói về bệnh của con trai mình hay sao? Là do anh cắt cái lưỡi bò gặp báo ứng đó, anh không biết hả? Ai dám nói chuyện dớ dẫn như vậy? Tôi mà biết thì tôi cắt luôn cái lưỡi của họ. Còn lâu tôi mới tin ba cái chuyện nhân quả báo ứng. Lưỡi bò tôi cứ cắt đấy. Anh đồ tể vẫn si mê không chịu tỉnh, vẫn cứ tiếp tục cắt lưỡi trâu bò càng ngày càng nhiều. Một chút mãi mai cũng như là không có gì. Nhưng thật ra quả báo đang đến từng bước rất gần. Ngày hôm đó, quả báo cuối cùng cũng đã giáng xuống người của anh đồ tể. Sau khi anh ta xách cái lưỡi bò mới cắt về đến nhà, thì tiện tay đặt con dao mổ lên đầu tủ. Cây này mới vừa cắt đó, mau đem đi nấu cho anh. Lát nữa anh phải ăn được đó nha. Quá ra là con sợ con dao hả? Vậy cha sẽ đem nó đi cất chỗ khác để con khỏi sợ ha. Không ngờ anh ta vừa mới đạp con dao lên đầu tủ thì có hai chú chuột nhỏ đang đuổi bắt nhau chạy trên tủ. Anh ta tò mò liền ngẩng đầu lên xem. Trên đầu tủ làm sao lại có chuột được chứ? Thích ăn lưỡi bò cho nên mỗi lần ông Hoàng đồ tể đều cắt lưỡi bò khi con bò còn đang sống. Vì vậy cổ họng của anh ta đã bị chính con dao mổ của mình cắt đứt. Anh ta cũng vì vết thương mà chết ngay tại chỗ. Cắt lưỡi bò chết một cách thảm thương, nhưng quả báo ứng thật vô cùng linh nghiệm. Phật Nam.
Mi Đà Phật. Me.